AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Tìm lẩu đường hạnh phúc. My Hot Boss Party là một tựa game mô phỏng quản lý nhà hàng đang được nhiều người chơi yêu thích hiện nay. Trong game, bạn sẽ hóa thân thành một ông chủ quán lẩu, điều hành cửa hàng của mình, cùng với đó là các công thức món ăn do chính tay mình sáng tạo ra. Nhiệm vụ chính của người chơi trong tiệm lẩu đường hạnh phúc là xây dựng nhà hàng, quản lý nhân viên, phát triển quán lẩu của mình. Để làm được điều đó, bạn phải sáng tạo các món lẩu khác nhau, lập kế hoạch mua hàng hàng ngày, tiếp khách hàng, đào tạo đầu bếp và nhân viên phục vụ, mua đồ trang trí nhà hàng, mở chuỗi cửa hàng, v.v. Là một người chủ, bạn sẽ có rất nhiều thứ cần phải quan tâm, lo liệu để nhà hàng của mình phục vụ khách tốt nhất. Tốt nhất là bạn nên cố gắng tích lũy tiền và thuê các nhân viên thay vì cần tất cả mọi việc để đỡ mệt mỏi. Menu của quán cũng cực kỳ đa dạng với đủ các món lẩu và đồ nhúng đồ ăn kèm khác nhau. Ngoài ra có rất nhiều địa điểm trong nhà hàng của bạn, chẳng hạn như sảnh ngoài, bếp, phòng thường, phòng VIP, quầy bar. Hãy trang trí thật đẹp và tạo ra một nhà hàng lẩu theo phong cách của riêng mình. Đặc biệt hơn, với đồ họa 2D đơn giản thể hiện rõ phong cách của các nhà hàng Trung Hoa, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng quản lý nhà hàng của mình. Hiện, tiệm lẩu đường hạnh phúc đã chính thức cập nhật ngôn ngữ tiếng Việt để các ông chủ bà chủ tại Việt Nam có thể dễ dàng trải nghiệm. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi.